Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi mấy bạn ơi, hey, mình đang muốn chào giống kiểu của Siro nhưng mà sao khó quá bạn ơi. Trời ơi, đúng là mình không thể nào mà gọi là nói nhanh được như Siro bạn ạ. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay chào mừng mấy bạn đã đến với một video mini game mới của mình. Thì bạn có thấy gì không? Mấy bạn có thấy gì lạ không? Bình thường á, bọn mình chào với nhau á nha, là bọn mình sẽ đứng kế bên nhau. Nhưng mà hôm nay á, là nam ở một bên, nữ ở một bên. Có thêm một cái đường kẻ ở phía giữa để nó gọi là chia hai team ra bạn. Thì xin giới thiệu với bạn nha, đằng sau lưng của mình. Chắc các bạn nhìn thấy cái khuôn mặt sau lưng bạn cũng biết đây là nhân vật gì rồi đúng không? Đây là con Huggy đó mọi người ạ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái mini game rất là hay luôn bạn ơi. Và mini game này là có hai team nha. Một bên team xanh là team của nam nè, một bên team hồng là team của nữ nè. Đó. Và ngày hôm nay á, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là chơi mini game đá banh Huggy mọi người ạ. Nghe lạ mọi người, đá banh mà còn Huggy nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cách để có thể chơi cái mini game này nha các bạn nha. Thì đầu tiên nè, okay, mấy bạn cần phải chạy lại cái con Huggy nè. Thì ở đây nè bạn, bạn thấy con Huggy này đang cầm một cái khiên nè với một cái kiếm nè. Thì cái con này đó là kiếm sĩ nha các bạn nha. Còn con này thì nó cầm mũi tên với một cây cung. Thì con này chính là cung thủ. Bên này thì con này là đấu sĩ nè. Trời ơi, con đấu sĩ này ngầu quá ta, nó cầm nguyên cái rìu to đùng nè cây. Ôi trời ơi, cầm nguyên cái rìu luôn. Nhìn to đùng luôn. Trời ơi, nhìn chiến á, ok, tôi sẽ chọn đấu sĩ nha. Thì bạn sẽ phải chọn cái nhân vật các bạn muốn nha. Sim Sam chọn đi nhanh lên. Chọn xong á, chúng ta sẽ vào trong đây và chọn coi chúng ta là team màu gì. Thì mình sẽ là team xanh, mình lích vào trong team xanh đi cây. Ok, lích vô. Rồi, đó. Hiện tại bạn đang thấy là mình với Kai đang ở bên team của Huggy xanh. Và đằng sau lưng mình có con Huggy màu xanh nó đang gọi là con Huggy này, nó có đeo vương miện. Vậy là nhìn là biết anh em mình thắng chắc rồi bạn ơi. Thì khi mà bắt đầu vào trận á nha, thì bạn sẽ thấy ở trên trời sẽ hiện lên một cái tia laser. Đó. Thì cái tia laser này nó sẽ có một cái trái banh. Thì nhiệm vụ bọn mình là phải chạy lại đây lụm cái trái banh này. Đó. Và sau đó chiến đấu với những người bên kia. Tránh ra. Không được lại gần ta. Không được lại gần ta. Ây da, Kai ơi, Kai quýnh mấy người đó đi, Kai quýnh mấy người đó đi cho Phong. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lấy trái banh này, chọi vô đây. Đó là mình sẽ được một điểm. Chơi vậy hả? Đúng rồi. Trái banh vậy hả? Đúng rồi. Hay da, trò này hay á. Chỉ cần chọi vô một cái thôi là mình sẽ được một điểm. Ok, thì cái trò là như vậy các bạn. Thì nhiệm vụ của mình là phải giành cái trái banh đó và sẽ quăng cái trái banh vô trong cái con Huggy. Thì người đó sẽ được một điểm và team nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. Ok, không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trò chơi nào. Let's go. Rồi, thì chắc mấy bạn cũng hiểu được cái cách chơi cái trò này đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu chọn nè. Cái ơi, qua đây cây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lít vào trong chọn map 1 nè và bắt đầu game. Rồi, ok mấy bạn ơi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu chọn thôi nào cây ơi. Theo như kinh nghiệm của mình á thì chắc chắn trái banh nó sẽ xuất hiện ở giữa, thấy không? Ê! Sim lụm đi cây ơi. Quên. Ơ, sao mình chưa có cung nữa? Mình sẽ dùng cây. Ê cay, Simmy là người đang giữ á. Đừng cho Sim lại gần. Sim quăng sai rồi hay sao á? Đâu trái banh đâu? Ủa trái banh đâu? Trời em bỏ mất kìa. Ê, Sim chưa chọi vậy cay. Sim chưa chọi. Quên. Trả trái banh này. Lụm trái banh nè. Xin phép nha. Phong xin phép nha. Cái ơi, cản mấy người lại. Mình đây. Sim tính bắn cung hả Sim? Ây da. Có cây gậy đóng banh để mình đánh ra bạn lấy đi. Ok. Bị chặn nha. Ê, Sim ơi. Chọi trái banh vô. Ê, hụp ơi. Ủa đâu rồi trái banh rồi? Không rồi. Ơi tức quá làm rơi trái banh này bạn ơi. Mình phải đi kiếm trái banh lại. Ủa trái banh đâu? Trái banh đâu? Ai giữ? Ê! Sim lừa rồi. Từ. Đứng lại Sim. Ê! Mình lỡ. Sim ơi, từ. No. Mình tao. No nè. Được. Ê, được rồi. Trời ơi. Thiệt luôn á. Cái ơi bạn biết gì không? Mình lỡ chọi thuốc chạy chậm vô người mình cái à. Yên quá bạn. Ê sao mày giữ cái banh kìa? Ê! Nhớ quýnh Sam nha.
Đó, này thì này thì trời ơi. Ok, tới Simmy nè. Cay cay ơi, bạn đang giữ trái banh đó cay. Mình đang giữ trái banh hả? Nhanh đi, nhanh đi. Cay, nhanh đi để mình cản đường rồi chứ. Mình đang chạy, từ từ lên ơi. Đâu. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi, trời ơi, gì khó vậy trời. Ok, hồi máu nè. Ê! Trái banh đánh nằm xa lắm. Sam quýnh mình. Bạn lại lượm trái banh đi để mình tiêu diệt Sam. Sam nè. À, này thì để làm gì? Sim ơi, con đến Sim ơi, chị tiêu diệt lượm trái banh rồi nha. Sim lượm được rồi, không ơi. Chị xử không? Ôi, còn mấy con chết rồi. Mình rớt kiếm rồi, ủa cái kiếm mình đâu? Ủa? Trời ơi, cay ơi là cay. Sam nè. Còn mấy team mà. Lấm. Mình cản Sim nha. Cay chạy đi. Cay chạy đi để mình cản Sim lại. Chạy đi. Ok. Sammy tránh ra. Sammy muốn gì? Muốn gì? Kiếm tôi rồi. Trời ơi. Từ từ nó xuất hiện lại Sam ơi. Sammy nè. Chọi vô. Hay quá. Hoài rồi. May quá. Ôi bạn ơi, chứ bạn nó xa lắm bạn ơi. Nó tuốt tận cái đường kia. Đây, để mình thể hiện cho, từ nãy giờ mình chưa thể hiện được phát nào hết. Để mình thể hiện. Để mình chặt Sam lại. Mình sẽ cầm lại ta rồi mình thử rồi. Oh no, Sam lụm được chứ bạn ơi. Chạy cho bạn này. Yên tâm, đừng giết Sam. Để mình giết Sam. Ô, cây ơi. Cây điều này chọi được cái cây. Sam nè. Cái gì đâu vậy? Lụm hả? Sam chết rồi. Hay quá cây. Mà khoan thì... Ê, sao lưng bạn chứ anh sao lưng vậy? Không, đang đều bạn ơi, đang đều rồi. Ủa đều hả? Ủa kỳ hả? Mình nhớ là đâu có đều đâu. Cảm ơn nha. Tôi đi đây, cảm ơn nha. Trời ơi nè. Rồi, trái banh tiếp theo. Ui, có hai trái banh kìa, có hai trái banh kìa, lụm hết hai trái. Mình làm được một trái ơi. Mình biết rằng là Sammy tính chạy đi đâu. Ủa trái đâu có lượm được mọi người. Hả? Lỗi nè. Từ từ. À, vậy là trái này là trái giả. Lỗi trời ơi, cái lừa bạn ơi. À, không phải lỗi đâu. Cái trái đó là cái trái giả hiểu không? Thôi bây giờ là team nữ có muốn à hai chị em phục thù không, hay là bây giờ là Phong với Sam là một đội, Sim với Kai là một đội? Thôi, về qua kia tôi cũng chơi dòng chơi Sim thôi. Trời ơi, làm thèm bằng. À, rồi. Ok, mấy bạn nhớ nha các bạn, cái này là mình gọi là cho Sam qua bên đội mình mà Sam không chịu nha các bạn. Xài cung okay. Xài cung rồi. Ok. Ê bạn, bây giờ mình nói bạn nghe nè, bây giờ á mình sẽ chơi theo cái chiến thuật như thế này. Là hai đứa mình sẽ nhào vô cùng lượm trái banh và sau đó giấu trái banh đi. Đó, thì lúc đó hai chị em sẽ không biết ai là người đang giữ trái banh, sau đó chúng ta sẽ chạy ở hai bên, ở hai phía, đúng không? Được. Hợp lý không? Ok mình rồi. Mình chơi đòn gọi là thao túng tâm lý không? Thao túng tâm lý bạn ơi. Rồi ok bây giờ chọn nha. Tôi sẽ chọn đấu sĩ tiếp nè. Tôi thấy đấu sĩ hơi bị mạnh luôn á. Ok rồi, chọn team xanh nè. Ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến trận tiếp theo nha các bạn nha. Thì mình sẽ bấm vào map 2 nè. Bắt đầu game. Ok. Ê, trận đầu tiên á là mình đã thắng rồi, không biết trận thứ hai có thắng hôm nay, chắc là vẫn thắng tiếp á. Trời ơi, chứ còn sao nữa. Trời ơi. Ui, sao vậy? Chơi banh. Từ chữ em bắt thủ, bắt thủ rồi. Cái bắn này cái bắn mới. Cay ơi, bạn cố gắng giữ trái banh nha. Sammy nè. Sim vô đây anh. Ui, cảm ơn nha. Ui, sao vậy? Ui, sao vậy? Tôi Chưa vô nữa. Ai giữ đi? Ôi đâu. Sim vô.
Xem dữ kìa, xem dữ kìa. Xem ơi, xem ơi, đứng lại đi xem, cay cho kẹo nè, xem, cay cho kẹo nè. Cay đường hầu dữ dí. Ơi, bạn cay văng, bạn cay là cay văng. No, 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 no. No, đứng lại đi xem. Cố lên xem. No, no, trời ơi, hài luôn á. Yeah, mình lượm được trái banh ơi, lượm được trái banh ơi, mình lượm được trái banh ơi, mình lượm được trái banh ơi, mình lượm được trái banh. Đây cái gì đây, gì đây, gì đây, sau lưng ca phong này Sim ơi. Ok, ăn lên đi. Đúng rồi cay, đúng rồi cay. Có ăn cay. Sim mày chánh nè. Sim mày chánh nè. Hay quá cay ơi. Nè, tao quá sao quá, thủ sao quá, sao quá. Đi về nhà đi. Đây về nhà, về nhà. Ây da, Sim ơi, từ từ đi Sim ơi. Sim Sam đang sử dụng cái cây gậy nóc bách để đánh á. Đúng rồi, mình đâu có sai cái đâu. Vậy nó đâu có đam đâu đúng không? Nó làm sao mà kẻ được. Nhưng mà ít nhất nó cũng thể giúp được người ta đẩy lui người ta lại. Đẩy lui là đẩy lui thế nào? Đẩy lui là... Ây da! Sự phát kìa! Ui! Trời nè! Ây! Cái trái bánh sau lưng kìa cây! Cái trái bánh sau lưng kìa! Lâm lâm! Để mình kẻ hai người đó lại! Cây vô đi cây! Rồi rồi chạy vô cây, chạy vô! Vô! Cài gì bơi, đừng có cãi cài. Tránh ra. Hai người đi tránh ra coi. Cài vô đi cài. Luồn lách đi bạn. Luồn lách đi bạn. Luồn lách đi. Vô đi. Nào, hay quá. Hay quá. Ba điểm rồi, hỏi chem mới được có một điểm thôi. Trời ơi. Ê, Sam kìa, Sam kìa. Sammy không bao giờ thoát ra ngoài được. Không bao giờ thoát ngoài được đâu Sim ơi. Ủa, Sim này, mình. Sammy nè. Hello Sim nha. Hello Sim nha. Mất tâm. Trời ơi. Ui, pha đó của mình đúng đỉnh luôn cay. Ý hệt như siêu sao bóng rổ Michael Jordan. Trời ơi. Về nhà cái, về nhà. Rồi, xong Sam lụm được rồi. Let's go. Yên tâm mình. Để em giúp chị. Có cái này hay đó là mình thấy Sammy chạy qua lấy cái bóng nhưng mà Sam không lấy được cái bóng mà mình thấy cái bóng cái mình lượm trái bóng luôn cái mình thấy Sam kiểu ủa trái bóng đâu ta. Đó cái nào lấy bóng mà ta. Trời ơi trời nước quá Sam ơi. Bạn ơi bạn ơi. Không để ý. Bạn ơi, mình giúp mình đi bạn ơi. Mình đây. Dạ chọn cung thủ làm cái gì không chịu chọn có kia có kiếm mà chơi. Quá là dễ. Trời ơi. Game gì đâu mà nó dễ luôn á trời. Đúng trời ơi trời. Hey, sao? Hai chị em có muốn phục thù không? Trận cuối cùng nè, bây giờ nè, hỏi nè, có muốn gọi là một team một nam một nữ không hay là vẫn là team hai nam hai nữ? Ông ơi, mình thấy mình chơi vậy mình chơi kiểu bắt nạt không? Giờ mình đổi qua một nam một nữ đi chơi cho nó cân bằng đúng không đó. Chơi cho nó kiểu như là vậy bây giờ như thế này đi. Được rồi. Simmy qua đội mình, Sammy qua đội bạn cho nó khác biệt được không? Hợp lý không? Hợp lý okay luôn. Ok. Rồi Sim okay. Sim qua đội mình. Ok, rồi bây giờ chọn team xanh đi Sim. Chọn team xanh. Mọi người chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. Rồi sẵn sàng đúng không?
Vô. Ui luôn. Nhà mình ấm góc luôn à. Ok, ok. Ui cái map này dễ bị lạc lắm đó nha. Ui được rộng đấy. Cái map này rộng đấy nha. Ê, sao lưng. Kairon nè, Kairon nguy hiểm chứ. Chỉ có Kairon nguy hiểm thôi chứ mấy người kia đâu nguy hiểm đâu. Đây, Kairon. Thank you. Thank you. Em ơi, từ từ đi bay. Ê bạn, sao bạn không chọi vô Sim? Sim ơi, đằng sau lưng kìa, sao mày không chọi vô? Không thấy nó đâu hết trơn á, ủa nó đâu vậy? Trời ơi, bà chạy ngang qua luôn á bà ơi. Đó hả? Thấy chưa, Có một miếng rồi, bà ơi, giữ mình. Yên tâm, không qua đây được đâu. Ai? Em ơi. Ai là người giữ anh? Em à. Tôi giữ banh hả? Đây. Phòng đây. Phòng này sau lưng. Em đang giữ xe mà. Ok. Ôi trời ơi, đây. Đứng lại đi. Ồ, cái bát này nó rộng rồi. Sim ơi, sao lại chạy vô đó Sim ơi? Để cản lại cho. Okay. Cây chọi mất cái rìu hả cây? Cây. Ui, sao? Đặt sau lưng Sim ơi, đặt sau lưng. Sau lưng. Ok. Hai người đó sẽ chạy từ hướng này qua. Biết mà. Biết luôn hả? Biết là biết thế nào? Ôi, mình bị kẹt ơi. Trời ơi, bây giờ mình dần đúng cái là Phong. Ông skill mình mấy bạn ơi. Có lẽ Sam chưa từng yêu thương Phong. Ông ơi. Mình đứng hello. Hello. Cay rồi. Ôi. Ông đang giữ, Việt Nam Racing Boy. Tiệt chiêu up rồi. Tiêu nè. Tiệt chiêu up rồi. Đỉnh chưa? Ê, vậy nếu như mà trái banh nó không nằm ở trên tầng trên thì chắc chắn là nó đang nằm ở tầng 2. Ôi, chỉ có thể tầng 2 thôi. Xem ơi, tầng 2, Đây, cái ơi. Đây rồi. Đâu rồi, đây, mình thấy trái banh đây. Lụm banh nè. Mình xin phép nè. Cái gì vậy, tao? Nè, siêu nhân nè. Cái ơi, cái kẹt mình cách nào đi cái. Siêu nhân. Cái Ghê không? Sao mà không được điểm nào hả Gồ? Rồi Gồ, mình đứng đây canh bạn rồi. Ok đây Gồ, ok. No, cái đó chỉ cho mất chạy. À, lụm rồi. Sao giữ mất chạy? Lụm rồi. Cái ơi, cái tính chơi trò gì vậy cái? Mình xin phép với cái. Mình xin phép nè cái, siêu nhân gao. Cây đấy à, rồi không chạy đến không kịp rồi. Ủa, sao không vô ta? Trời lại nè. Ủa sao không vô? Ủa cái gì? Sao bay?
hình như mình thấy cái gì đó hơi sai sai á. Đi theo mình, qua đây, đúng không? Nãy quăng rõ ra ông miệng mà. Bạn bạn chọi vô coi. Thấy chưa? Bây giờ ông thử cầm cái chai đó quăng ở chỗ tôi á, giờ nó có cỏ vô á. Ê, khi nào map 3 này là chỉ có đúng 3 trái banh thôi mọi người. Ờ, mình cũng nghĩ vậy. Ok, vậy là team mình win rồi, Sim ơi. Bọn mình ăn, bọn mình win đúng nghĩa là win 3-0 luôn á, trời ơi. Rồi nè, bây giờ Sim cầm liều nè. Nếu như mà team của Kai thắng á, thì Kai sẽ được 1 điểm để gỡ nhục nha. Đó, ít ra còn được 1 điểm, hiểu không? Ít ra còn được 1 điểm chứ 3-0 nhục lắm Kai ơi. Ok thôi, bây giờ nè, hai người đứng lại gần nhau để tôi chọi thuốc hồi máu nha. Đứng lại gần nhau. Ok, rồi, chọi thuốc hồi máu nè. Rồi, từ từ, đứng lại gần nhau. Đây, chọi thêm cái thuốc đánh mạnh nè. Rồi, ok, vô, solo đi nào. Sao xem chạy? Ôi, chúng ta đang thấy sự chết. Hả? Cái gì vậy? Chúng ta đang thấy rằng là... Tôi chưa kịp bình luận. Ông chơi cái gì đúng không? Cái gì? Tôi không có làm... Tôi không làm gì hết. Ok bạn ơi, trời ơi, đúng là một video tham gia mini game quá đã của Phong luôn. Phong thắng từ đầu đến cuối luôn bạn ơi. Hey, vậy có nghĩa là Phong bên team Kai, Phong vẫn win. Phong bên team của Sim, Phong vẫn win. Vậy có nghĩa là do Phong bro, chứ còn cái gì nữa. Phải đâu, mình nhường bạn á, bạn tay bạn làm bạn quay clip, bạn là chủ video, mình phải nhường bạn đúng không á, kiểu mấy bạn ơi, có gì vậy, mấy bạn qua bên kênh Kairon, mấy bạn comment là anh Kairon nhục quá thua anh Phong nha, bạn nhớ comment nha bạn. Ok, trời ơi, hôm nay thắng Kairon nè, thắng luôn cả nóc nhà luôn, vui quá bạn ơi. Ok, thì bạn có thấy thích video này không nào? Và nếu như bạn thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share, nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy Simi cùng với Kairon để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Và cũng đừng quên là hãy đăng ký hộ cho tất cả thành viên của Hero Team đó nha. Quá vậy thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Kairon nhục. Are the king, Hero Team.